Đây, thằng bãi lô mới về thì em cũng còn được con này. Ruby 435 nha, SK 435. Ruby. Lam chất zin nha, cái lam này là lam nhông zin của máy mà điều cái sơn ấy, thì nó dùng nên là nó trầy sơn, chất còn dày nha, nó trầy sơn thôi chứ cái lam zin của nó nha. Lam này khoảng 4 tấc. Đó, loại này thì mọi người cũng biết rồi ha. Gần gần 35cc nha. Đủ đồ nha mọi người nha. Lọc máy đẹp. Lọc máy như mới. Chúng có Nhật nha. Này lắp ráp ở Nhật, sản xuất ở Nhật. Kiểu hơi thử nha mọi người. Này nó có trợ lực nha. Kéo hơi thì này để cho 1,5 triệu nhé, 1,5 triệu không có bao nữa nha, đủ đồ nha mọi người, hàng mới về chứ không phải là hàng cũ đâu nha, lâu đâu nha.